Là mình tới thì mình bỏ cái thẻ của cái chỗ mà chợ xem club này bạn, mình có một cái thẻ thành viên, thì khi mà bỏ vô cái thẻ thành viên rồi sau đó nó sẽ yêu cầu mình đổ cái nó sẽ yêu cầu mình đưa cái thẻ yêu cầu mình đưa cái thẻ tính tiền vô các bạn, rồi chúng ta vậy là chúng ta bấm số đổ thôi, rất là dễ, không có gì khó hết các bạn, rất là dễ dàng. Thì hôm trước Đức Vũ có làm một cái clip nhưng mà mình lại tới cái lúc mà bấm nó sao các bạn, hồi đó không có quay được, cho nên là mình cho các bạn thấy cái cảnh mà đổ xăng ở Mỹ hiện tại như thế nào các bạn ha. Thì chút xíu nữa Đức Vũ sẽ để cái máy luôn trên xe, rồi mọi người có thể thấy ở đằng trước rồi nó đổ sao thì mọi người có thể nhìn thấy được. Chữ xem club là rõ hơn đó. Thì đổ xăng ở đây thì thực sự là nó rẻ hơn khá là nhiều quý vị các bạn. Bình thường bây giờ là ví dụ như mình đổ xăng 93 là khoảng chừng 3 đồng 4 gì đó các bạn. Thì ở đây chắc Đức Vũ nghĩ khoảng 3 đồng thôi các bạn. Và tiết kiệm được 30-40 cent, hoặc là ít nhất là cũng 20 cent. 3 đồng 3, 3 đồng 7 tùy theo. Hôm trước xăng nó rẻ lắm các bạn, có 1 đồng 8 mà bây giờ nó lên giá quá trời các bạn, không biết là mai mốt còn có lên nữa hay không thì không biết. Bên kia có mấy cái hoa đào nó đẹp mà tại vì Đức Vũ đang gắn cái điện thoại trên đây rồi. Thì chút xíu quý vị các bạn có thể nhìn thấy cái người mà ở đằng trước họ đổ xăng như thế nào, thì Đức Vũ để cái máy thôi, để cái máy cho mọi người xếp hàng xe, xếp hàng lũ lượt, dùng từ là lũ lượt, dài ơi là dài luôn quý vị các bạn. Nãy giờ Đức Vũ xếp hàng mà nãy giờ đằng trước của Đức Vũ còn đang có 3 chiếc, các bạn thấy không, người ta xuống người ta đeo cái bao tay các bạn. Mình thì mình không có đeo cái bao tay, nhưng mà mình sẽ có cái cái giấy mình lậu, mình có cái giấy mình bỏ cái sanitizer vô xong rồi mình lau thôi. Đó, giờ quay sát xuống cho mọi người xem cái cách mà người ta đổ nha. Ở đây nó có hai mức thôi các bạn, một là thấp nhất đó là 87, thứ hai là 93. Thường thì mình đổ 93 các bạn. Và khi đổ xăng thì các bạn lưu ý ở trong cái xe của mình á, nó có cái mũi tên là bình xăng nó nằm bên tay trái hay là tay phải bình xăng này đó, thì nó nằm cái mũi tên, thì quý vị các bạn có thể xem cái mũi tên và chúng ta đổ. Xăng ra, bỏ cái thẻ vô, đó,
Nhưng mà ở một số cái tiểu bang khác á, mình đi xa xa hơn chút xíu à, thì họ sẽ có cái người mà họ đổ á, là sao ạ, là cái người mà họ đứng họ đổ cho mình. Đúng ra là mình nên chạy lên trên kia, nhưng mà mình cố tình cho mọi người xem cái cách đổ xăng như thế nào, cho nên ở cái cũ đứng ở đây cho mọi người xem, rồi bỏ vô bấm rồi tự động chạy thôi các bạn đó, rồi chờ tính tiền vậy thôi. Vậy là xong. Có những cái xe nó không phải họ không có vô đúng ở bên đó bạn, thì họ phải câu nó ra, nó dài thì dài ra, câu qua bên kia. Thông thường thì chúng ta hãy nên chọn cái bên nào cho nó đúng bên đó, thì nó dễ hơn. Nhưng mà vô cái chỗ này độ rẻ, nhưng mà có việc các bạn phải nhớ là có ấy các bạn, có cái có cái thẻ thành viên thì các bạn mới vô được ha. Thì nó sẽ rẻ hơn ở bên kia rất là nhiều các bạn. Mình thật sự là mỗi một tuần mình đổ, ví dụ như là xe của mình thì xe cái bình xăng của mình nó nhỏ, mỗi một bình mình đổ cứ đầy cứ nửa bình là mình đổ thì nó khoảng 25 đến 30 đồng các bạn. Như hôm trước mình chỉ cần đổ 20 đồng thôi, 22 đồng thôi, nhưng mà bây giờ nó lên 30 đồng rồi, là do xăng nó lên các bạn. Thì đổ đây thì mình cũng tiết kiệm được nhiều, tại vì thuận cái đường đi làm hay là đi đâu các bạn vô các bạn đổ thì nó rất là thuận tiện, rất là thuận tiện. Các bạn thấy em đổ xăng, tại vì cuối tuần các bạn, thông thường thì mình đi chợ hoặc là đi đâu đó thì mình sẽ đổ. Bây giờ đổ mình thì mình bấm cho nó đầy bình thôi các bạn, nó tự động nó nhả cái đó ra. Các bạn thấy đổ xăng nó ở Việt Nam thì mình không có được, mà chủ yếu là có người bơm ở đây, họ đâu có cái người đủ để họ bơm như mình giống như vậy đâu các bạn. Các bạn thấy xe nó nườm nượp nườm nượp nườm nượp 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 đó, cho nên là thôi ai đổ được thì tự động đổ cho nó khỏe, và như vậy cũng tiện lợi nữa bạn, đêm hôm thức khuya nữa. Ở Việt Nam mình nhiều khi có những cây xăng thì đóng cửa vào buổi tối các bạn ha, có những cái người đằng sau của mình không chạy lên thì mình phải chạy chạy lên trên luôn rồi các bạn, tại vì rất là tiếc, tại vì người đằng sau họ không chạy lên là tại vì cái xe trước họ đi mất tiêu rồi. Ok, bây giờ thì mình chạy lên trên luôn chứ sao giờ. Rất tiếc là như vậy là không có quay được cho mọi người xem rồi. Ok, nhưng mà không sao. Ok, cứ để cái máy đây cho mọi người nha. Bây giờ thì mình xuống mình đổ đây. Ok, mình đã đổ xong rồi quý vị và các bạn ơi. Hôm nay không có giá có rẻ hơn quý vị gọi là vậy rất là nhiều. Hai đồng 8, 2 đồng 8 một galon, 2 đồng 8 một galon thì nó rẻ hơn ở ngoài khá là nhiều các bạn. Ok rồi thì Đức Vũ đã quay cho quý vị các bạn xong cái cảnh đổ xăng. Thực ra thì mình cũng muốn quay cận cảnh cho quý vị các bạn xem là cái cách bấm nút như thế nào, nhưng mà nó thực ra thì nó không khó lắm quý vị các bạn, nó không khó lắm, cho nên là mình cũng nghĩ là mọi người cũng sẽ dễ dàng và có thể dễ dàng có thể đổ được. Thì một lần không biết thì làm từ từ, lần sau cũng biết các bạn, từ từ ha. Ai cái này là cái đố chỉ nói cho những cái ai mà chưa biết thôi, chứ những người mà biết rồi thì mình xem để biết cho nó vui cái cảnh bên này như thế nào thôi quý vị các bạn. Rồi cầu chúc cho tất cả quý vị và các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chạy trên đường ngắm chút xíu đi, cạnh ở đây một số cây hoa nó vẫn còn quý vị các bạn, một số cây hoa ở đây thì
mình còn ví dụ như đằng trước nè, có cây này khá là đẹp, khá là đẹp, khá là đẹp. Đó, cây này quá đẹp ha, màu tím. Ồ, mày nó chạy xe dữ vậy mẹ, thấy chạy kinh khủng, chạy phà 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 phà. Ok rồi, một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã luôn luôn đồng hành và gọi những cái yêu thương đến Đức Phổ, cũng như là còn chạy cũng dữ hơn. Bên đây là mặt đàn ông, cảnh sát ở đằng trước rồi. Cho các bạn xem cảnh chút xíu đi. Đây nó có rất là nhiều cây xăng các bạn, cây xăng rất là nhiều. Các bạn thấy không, regular ở đây, hồi ở bên kia có 2 đồng 4, ở bên đây nó 2 đồng 8 các bạn. Thấy không, 2 đồng 8 là ngoài. Các bạn thấy ở trong kia mình đổ xăng 93 mà có 2 đồng 8 thôi, là các bạn thấy là nó rẻ hơn biết bao nhiêu. Cái xăng kia thì nó sẽ có 2 đồng 2, 2 đồng 3, 2 đồng 3. Regular này 2 đồng 8, rẻ được 2 đồng 2, 2 đồng 8 là 50 sen. 50 sen các bạn ơi, cũng không cho thật. Nè, ở đây rẻ hơn chút xíu nè, ở cái xăng PP này, ở đằng trước cái bảng các bạn thấy á, nó là 2 đồng 6 nè. Hai đồng 6 là regular, còn kia là 3 đồng 4. Ồ, 3 đồng 4, 8, 9, 10, 11, 12, lẻ rẻ được 50 sen, các bạn thấy không? 50 sen một galon, 10 galon, 50 sen. Ồ, rẻ được, nếu mà đổ 10 galon là được 5 đô các bạn thấy không? Còn rẻ được hơn 5 đô la. Ồ, đã không các bạn? Đó là lợi ích của khi các bạn xuyên chút xíu. Có nhiều người thì không xuyên được, nhưng mà mình nghĩ rằng là xuyên chút xíu thôi thì quý vị các bạn sẽ có thể có chạy mình tới nhà, đúng không các bạn? Mình thức cuối tuần mình đi đổ xăng, mình thường là vậy quý vị các bạn. Thường là mình đổ, nhưng mà mình lâu lâu cũng lười lắm, nếu mà không tiện thì, nhưng mà tiết kiệm được cũng 5 đô la các bạn ha. Đây là xây chút xíu nữa Đức Phú để sẽ coi một cái cây xăng mới mở ở chỗ này nè các bạn, nó mới mở thôi, để xem nó là giá là bao nhiêu. Ồ, mấy cây này hôm bữa hoa tuyệt vời luôn các bạn, nguyên một dãy này hoa tuyệt vời luôn. Hôm nay nó rụng hết. Ồ, các bạn thấy không, cái mùa này quan trọng các bạn là đi bộ, nhất là đi bộ là sợ nhất các bạn, bởi vì nó có bụi phấn đó. Thằng này cũng tương tự bạn, 2 đồng 6, 3 đồng 4, 3 đồng 6 lần các bạn. Đó, cái xăng 93 là tới 3 đồng 6 lần rồi, các bạn thấy không phải là 3 đồng 6, mắc hơn khá là nhiều, khá là nhiều. Super đây rẻ hơn chút xíu, 3 đồng, 3 đồng 1, rẻ hơn chút xíu. Ok rồi, bây giờ thì tại vì Đức Phú sợ chạy trên đường á, mình quay bằng cái cam, bằng cái máy này nó hơi rung quý vị các bạn, nó hơi hơi rung, tại vì cái đồ đỡ của Đức Phú nó không có được chắc lắm thì phải, thì nó hơi rung, cho nên là mình sợ mọi người coi nó hơi khó chịu. Ok, vậy thì Đức Phú xin kết thúc cái video này đây nhớ quý vị các bạn nha. Hẹn gặp quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, bye bye.